Còn một anh, một tiết mục rất là đặc biệt đến từ Hội Chiếc Quốc gia. Dạ. Vâng. Do đó mà Huy biết rằng là nếu mà Huy mà không muốn hát nữa là Huy xin thề. Cảm ơn quý vị, cảm ơn các anh, các chị và các em rất là nhiều. Một lần nữa thì ngày mai là Huy phải bay vào Sài Gòn sớm rồi. Không biết nói gì hơn. Xin được cầu chúc cho tất cả quý vị có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Ngày mai tôi đi làm, đừng quên Lâm Trần Huy nha quý vị. Hẹn một ngày gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất. Một chiếc tay lớn này trên tay Lâm Trần Huy quý vị ạ. Nhóm quý vị rất nhiều, xin đa bảo quý vị. Quý vị ơi, tại sao chúng ta dành chẳng có tay cho Lâm Trần Huy nhỏ thế ạ? Một chiếc tay lớn nữa quý vị ơi. Thế chứ. Vâng ạ. Nhưng mà ban đầu đến đây thì có lẽ là quý vị tiết kiệm với chẳng có tay quá. Chính vì vậy mà anh ấy không biết là mình hát như thế nào. Và rất mong là quý vị sẽ dành thật nhiều những chẳng có tay nữa cho từ giờ đến cuối chương trình. Và cho những đêm tiếp